B là ốc mượn hồn. Khi nó lớn hơn, nó sẽ tìm một chiếc vỏ mới hơn để thay thế. Chui chui. Chú không khá lên nổi à? Mua cái nhà chán thế. Dạ, năm nay kinh tế khó khăn quá anh. Rồi ôi, con ốc này đại gia thật đấy. Nó kiếm đâu ra cái vỏ ốc như tòa nhà lén mắt, có gắn cái điều hòa nữa kìa. Bị sao thế? Bất động sản bị đóng băng. Và đây là những con ốc sống kiểu khu chung cư. Bắt tuộc bố đang hướng dẫn đứa con của mình cách để biến đổi màu sắc cơ thể để ngụy trang. Nào, có việc đổi màu để ngụy trang mà cũng sai tùm lum. Chỗ này đáng lẽ phải màu xanh cơ mà, render cũng lâu nữa. Mày còn non quá, phải cố luyện tập để đạt được cảnh giới như ông nội kia. Dạ, ông nội như nào ạ? Ông có thể biến ra hơn 16 triệu màu, chuẩn sRGB, tần số quét 120Hz. Ừ? Đỉnh quá, chiếu thêm một tập One Piece nữa đi ông ơi. Ôi trời ơi. Thì ra ông nội đã đạt tới cảnh giới biến thành cái màn hình chiếu phim luôn kìa. Ơ, màn bị lắc hay sao thế ạ? Đang đến đoạn hay thì đứng. Chiếu phim mượt hay không là nhờ vào trí nhớ của ông. Dạo này ông hay quên lắm. Nè, em vừa ra Long Châu mua cho anh thuộc bộ nào nè. Đang có khuyến mại giảm tới 36% đó. Úi chà chà, yếu ghê, để ăn uống luôn. Ừ, uống xong nhớ lại cái hôm thứ năm, khoảng 6:28, tối hôm đó ăn Red Story của con bé nào nhé. Thế là anh chàng kia lại chạy ngay đến nhà thuốc Long Châu. Chị, bán cho em cái thuốc nào, uống vào mà bị ngủ đi được không, mất đi nhớ luôn đi. Mẹ tao dặn khi nào đến nơi thì nhắn tin, mà ở đây không có wifi. Mẹ tao gọi, mày nghe hồ tao với. Khi này mèo mất mạng trong rừng nên không liên lạc với bạc ạ. Nếu một lần quay về quá khứ, ai cũng sẽ tìm đến bản thân. Ai cho tụi bé ăn hiếp nó, mai cũng vậy. Chiều này ra con này, dạy này trúng độc đất, nhớ đánh nha. Rồi, ôi, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà. Con mai quay trở về quá khứ để mắt ngược nó chơi số đề à? Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Cuối cùng mình cũng đã đắp xong người tuyết. Bây giờ chỉ cần cắm thêm một củ cà rốt vào là xong. Ơ, củ cà rốt phải cắm vào mùi của con người tuyệt cơ chứ. Sao lại cắm ở dưới đây vậy nè? Về miền Tây chơi, trưa nay mời bạn tới nhà tôi dùng bữa nha. Rồi đồ ăn đâu? Sao bạn cứ nhìn lên trời hoài vậy? Đợi chút, con người sắp dọn ra rồi. Trời ơi, đến nhà của con cả trà ăn tối thì chỉ toàn là cất thôi à. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.